triệt phá đường dây sản xuất thuốc tân dược giả khủng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa triệt phá hai xưởng sản xuất thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn, bắt giữ 7 người liên quan. Trước đó, trưa ngày 13 tháng 12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận 8 ập vào một bãi xe trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, bắt quả tang Cường, Hạnh, Hào, Trinh đang sản xuất thuốc giả. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 8.500 hộp thuốc giả mang nhãn hiệu Topancot Anh, Decota, Asmascot, Loto. Đây là các loại thuốc kháng sinh, trị ho, hen suyễn, giảm đau. Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét một xưởng sản xuất thuốc giả tại Biên Hòa, Đồng Nai, bắt giữ nghi phạm và thu nhiều loại tân dược giả. Đến nay, công an quận 8 đã kiểm đếm được gần 20.000 sản phẩm thuốc giả, số thuốc chưa kiểm đếm còn rất lớn. Tổng giá trị số thuốc giả trên đang được cơ quan chức năng thẩm định.